Lúc đầu tôi cũng rất là tinh thần thấy suy sụp, chán nản và không biết vị vợ có bị hay không. Sau khi tôi chữa về thì hai vợ chồng tôi có đi xét nghiệm thì tôi bị, còn chồng tôi, à vợ tôi thì không bị. Tức là anh chưa khi anh chưa có bệnh thì anh nói chung là nhiều khi là anh dịu dàng hơn, nhưng bây giờ đến lúc mà anh đau là anh cáu hơn. Em phải thông cảm cho anh, bây giờ những lúc mà anh đau thì anh như thằng điên ấy, thì anh cáu thì em đừng chấp, đừng chấp anh. Thì chị thì nói thật sự ra là chị mình hiểu lắm chứ. Nói chung là vợ anh rất thương chồng, mình chả bao giờ để chồng lúc ốm bị phải 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 nghe những cái câu nói nặng. Cho nên vợ chồng chị cũng sống với nhau gần đến năm rồi, năm nay hơn 20 năm rồi nhưng chưa bao giờ vợ chồng chị cãi nhau. Chưa nước nào chữa được nên là nói chung là mất hết ý chí để sống, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chết thôi chứ không nghĩ gì đến đến sống nữa cả. Về nhà thì không muốn cho ai đến gần cả. Bây giờ em sống hôn nhân riêng thì em phù hộ cho anh chị cho mạnh khỏe để trông nom gia đình với các cháu nha em ơi. Bán tôi mua chất heroin và tiêm chích. Năm 2000 tôi vào trong trung tâm cai nghiện của tỉnh Phú Thọ và cai nghiện tự nguyện, và do không chịu nổi, không kiềm chế được, tôi đã tiêm chích chung. Tôi nghĩ khả năng mình có thể lây nhiễm bệnh từ ngày đó. Sợ thì chỉ sợ bố mất thôi chứ còn chả sợ gì. Nói ra không phải. Sợ, mình sợ nhất là cái dư luận xã hội. Người ta không hiểu biết cho nên người ta cứ nhiều người không hiểu là người ta xa lánh. Đấy là cái nỗi sợ nhất. Vì mình đã tham khảo qua một số người cùng cảnh ngộ, cùng bệnh tật như mình. Thì người ta bị bệnh cũng như mình ấy. Thì họ, cái lúc mà người ta bị nặng nhất là người ta cũng có lúc gia đình người ta phải mua cả áo quan, mua cả quan tài về sắp coi như chờ ngày đi thì chờ đến lúc chết thôi. Thế mà sau khi được các bác sĩ với cả trung tâm phòng chống HIV cho uống thuốc một cái là tự nhiên người ta khỏe hẳn 4 năm nay rồi. Bây giờ người ta thậm chí người ta đi làm được. Không phải nói là không tin mà là mình không dám nghĩ đến những cái chuyện coi như vượt quá khả năng của mình như thế. Mình chỉ mong là ông ấy khỏe lại, là để cái cuộc sống nó ổn định về tinh thần, để tất cả mọi nhà, mọi người vui vẻ. Còn từ cái hồi bố em bị bệnh này thì em
cũng ít được đi giao tiếp, ra ngoài giao tiếp với bạn bè hơn. Thì cứ lấy một số lý do như là bố đang ốm hoặc là hôm nay có việc bận thì không đi chơi được. Thế rồi. Căn bệnh này thì tôi cảm thấy rất sợ, bởi vì biết mình bị bệnh, biết chắc là chết mà không có thuốc chữa, không thể chữa được. Nhiều khi cảm thấy rất ân hận, thế nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc đấy thì cơ thể người như kiểu cơ thể người bố như kiểu không còn sức nữa. Nhìn thì gầy gò, mà ai lên thăm người ta cũng bảo là nhìn bố sơ xác mà gầy gò hơn rất nhiều ạ. Bây giờ đi làm những việc nhẹ rồi, thì nhận cái công trình trên kia là đi sơn cái nhà trên kia, thế nhưng mà anh Thảo dặn là thế thôi ở nhà. Đấy, bây giờ mình đi làm mà cái người ta đang thuê mình, người ta không biết mình là bị bệnh thật. Nếu thì chẳng người ta biết bị bệnh thật thì sợ người ta không thuê nữa. Ảnh hưởng lớn nhất là về mặt tinh thần, bởi vì bố em là người hài hước, rồi chuyên bày trò vui trong gia đình. Nói chung là về tinh thần thì trong bố mất thì về cả nhà em mất mát về tinh thần là quá nhiều, bởi vì